Cần bán nhà xây mới 4 tầng tại đường Nguyễn Trực, phường Phú Lãm, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội. Hiện tại là tôi đang đứng ở phía trước của ngôi nhà đây. Mọi người có thể là nhìn thấy rõ luôn là cái vị trí là đường ở trước nhà của ngôi nhà, rộng 2,5 mét, là hai xe máy có thể tránh nhau thoải mái. Và ở cái vị trí ngoài kia là đường ô tô đi. Đấy, từ nhà là cách đường ô tô đi là chỉ khoảng tầm 30 mét thôi. Đấy, thì mọi người có thể nhìn thấy tổng quan toàn bộ cái chi tiết của ngôi nhà đây. Ngôi nhà có diện tích ở trên sổ đỏ là 33 mét vuông. Được chúng tôi xây mới với thiết kế là 4 tầng, bao gồm là 4 phòng ngủ, 1 phòng khách, 1 phòng bếp, 1 phòng thờ, 1 sân phơi và 3 nhà vệ sinh. Tất cả toàn bộ ngôi nhà nên được chúng tôi thiết kế và hoàn thiện xong hết. Đấy, mọi người chỉ có thể là chuyển đồ về và ở thôi. Thì sau đây là tôi sẽ xin giới thiệu chi tiết ngôi nhà để cho mọi người có thể hình dung được. Thì mọi người có thể nhìn thấy ở phía bên trên màn hình đây là toàn bộ những cái hệ thống mặt tiền của ngôi nhà nên đều được chúng tôi ốp bằng đá granite kích thước là 60-60. Phía trước thì là sẽ có hai cửa, một cửa chính và một cửa sổ ở phía bên này. Sử dụng cửa sổ là bằng cửa nhôm kính và bên trong là có một lớp sắt hộp sơn tĩnh điện để đảm bảo an toàn cho ngôi nhà. Và đây là phía cửa chính. Đó, cửa chính là cũng sử dụng là hai lớp, bên ngoài là sắt hộp sơn tĩnh điện và bên trong là bằng cửa nhôm kính. Sau đây thì tôi sẽ giới thiệu chi tiết ở từng tầng, từng phòng của ngôi nhà cho mọi người có thể là hình dung dễ hơn. Đấy, mọi người có thể nhìn ở phía bên trên màn hình đây. Đây là toàn bộ cái không gian ở trong tầng 1 ạ. Với diện tích là 33 mét vuông đã được chúng tôi thiết kế là vô cùng hợp lý. Ở tầng 1 của chúng ta thì sẽ bao gồm là một phòng khách, một phòng bếp và một phòng vệ sinh. Đấy, mọi người có thể là nhìn qua toàn bộ không gian. Tôi sẽ đứng ở nhiều góc để cho mọi người có thể là hình dung dễ hơn. Đó, không gian rất là rộng ạ. Ở khu vực phòng khách là chúng ta có thể là kê được bộ bàn ghế, kê tủ kệ tivi. Đấy, rất là hợp lý. Và đây là khu vực phòng bếp ạ. Toàn bộ hệ thống tủ bếp là sử dụng là bằng gỗ lim Nam Phi. Đấy, mặt bếp và ốp bếp này đều đã được ốp hoàn thiện xong hết. Sử dụng vòi rửa và chậu rửa là bằng chất liệu inox 304. Toàn bộ ngôi nhà thì đều đã được hoàn thiện xong hết, từ hệ thống trần thạch cao này, hệ thống đèn led đến hệ thống gạch lát nền. Sử dụng là gạch lát nền là hàng loại 1. Đó, đây là toàn bộ không gian của ngôi nhà. Rất là rộng, rất là thoáng, lúc nào cũng đầy đủ ánh sáng và không khí. Và ở phía tầng 1 là còn có một nhà vệ sinh phụ đấy ạ. Nhà vệ sinh thì đều đã được chúng tôi là lắp đặt hết toàn bộ hệ thống điện, hệ thống bồn cầu, hệ thống vòi xịt, hệ thống vòi rửa và hệ thống máy bơm nước để bơm nước cho toàn bộ ngôi nhà để sử dụng. Đấy, mọi người có thể là nhìn lại đây, đây là cái không gian của phòng khách đây. Sau đây thì mời mọi người đến tham quan ở phía bên trên tầng 2 của ngôi nhà. Thiết kế của tầng 2 thì sẽ bao gồm là hai phòng ngủ và một phòng vệ sinh. Đó, và ở chỗ ô cầu thang này là chúng tôi cũng thiết kế thêm một cửa sổ nữa để mở ra để ánh sáng và không khí cho toàn bộ ngôi nhà. Đây, mọi người có thể là nhìn thấy toàn bộ không gian tầng 2 ở đây. Chúng ta sẽ có một nhà vệ sinh và hai phòng ngủ. Ở phía bên ngoài này là phòng ngủ thứ nhất. Đấy, phòng ngủ rất là rộng. Chúng tôi đã hoàn thiện xong hết những cái hệ thống cửa sổ này, những hệ thống thạch cao, đèn led, rồi những hệ thống cửa thông phòng đều được chúng tôi hoàn thiện xong hết. Đấy, thiết kế phòng ngủ rất là rộng. Chúng tôi cũng đã thiết kế sẵn những cái hệ thống ống chờ điều hòa và automat để mọi người có thể lắp điều hòa ở đây. Đó, phòng ngủ rộng khoảng tầm 12 mét vuông. Đấy, chúng ta có thể là kê được toàn bộ là giường, tủ quần áo, bàn trang điểm hoặc là bàn làm việc. Cửa thông phòng là sử dụng là bằng cửa gỗ lim Nam Phi. Và bên đây là phòng ngủ thứ hai. Phòng ngủ thứ hai rất là rộng. Mọi người có thể là nhìn toàn bộ không gian đây. Tất cả các phòng ngủ của ngôi nhà đều được thiết kế là có cửa sổ mở ra bên ngoài để lấy ánh sáng và không khí. Chúng tôi đã thiết kế hết toàn bộ những cái hệ thống ống chờ để mọi người có thể lắp điều hòa, hệ thống trần thạch cao, đèn led, hệ thống cửa sổ đều được hoàn thiện xong hết. Và đây là nhà vệ sinh của tầng 2 ạ.
Thiết kế nhà vệ sinh là chúng tôi sử dụng trần, là trần bằng nhôm tấm. Đấy, thiết kế rất là đẹp, rất là thẩm mỹ. Sử dụng gạch ốp tường là gạch kích thước là 30x60. Chúng tôi cũng đã lắp đặt toàn bộ xong hết cái hệ thống bồn cầu, hệ thống lavabo, hệ thống sen tắm, vòi xịt và những hệ thống gương, hệ thống phụ kiện ở trong nhà tắm. Đấy, quý khách mua nhà thì không cần phải lắp đặt thêm gì nữa cả. Chúng ta chỉ chuyển đồ về lắp điều hòa là có thể là ở luôn được. Và bên công ty là sẽ hỗ trợ toàn bộ những cái chi phí sang tên sổ đỏ cho khách hàng, có hỗ trợ vay vốn ngân hàng đối với những khách hàng có nhu cầu, và có thể là hỗ trợ tối đa 80% giá trị của ngôi nhà. Tiếp theo đây là mời mọi người đến tham quan ở phía bên trên tầng 3 đây. Thiết kế của tầng 3 và tầng 2 là sẽ tương tự như nhau. Chúng ta sẽ có một phòng vệ sinh và hai phòng ngủ, ở thiết kế giống hệt như nhau thôi. Cái ưu điểm của ngôi nhà này thì là tất cả các cửa sổ là tất cả các phòng là đều có cửa sổ hết. Đấy, chúng tôi đều có cửa sổ cho tất cả các phòng luôn, rất là thoáng. Đó, mọi người có thể nhìn thấy đây. Và đây là phòng bên này. Đó, lúc nào cũng đầy đủ ánh sáng và không khí luôn. Và đây là nhà vệ sinh. Đó, thiết kế của tầng 3 và tầng 2 là giống hệt như nhau. Sau đây mời mọi người lên tham quan ở phía bên trên tầng 4. Thiết kế của tầng 4 thì sẽ bao gồm là một phòng thờ và một sân phơi. Đấy, đây là cái khu vực tầng 4 rồi. Đấy, mọi người có thể nhìn bên trong đây là phòng thờ và bên ngoài đây là sân phơi. Và tất cả những cái ô cầu thang là chúng tôi đều thiết kế cửa sổ để cho mọi người là có thể là cung cấp đủ ánh sáng và cung cấp đủ không khí cho toàn bộ ngôi nhà. Đấy, đây là phòng thờ. Phòng thờ rất là rộng, rất là thoáng. Phía bên ngoài đây là phòng khách, là sân phơi. Đó, toàn bộ những cái hệ thống mái tôn, chuồng cọp đều đã được chúng tôi hoàn thiện xong hết. Đấy, đảm bảo cái sự an toàn trong ngôi nhà. Mọi người có thể là yên tâm khi mà chúng ta đi làm hoặc là chúng ta đi vắng. Đấy, chúng tôi cũng đã thiết kế sẵn những cái hệ thống điện này, hệ thống nước cấp và nước xả để cho mọi người có thể lắp máy giặt ở đây. Đấy, xung quanh thì là rất là nhiều nhà cao tầng, dân cư ở rất là đông. Và tôi xin nhắc lại một chút về cái vị trí cũng như là cái giá bán của căn nhà này. Căn nhà này thì là có diện tích là 33m², được thiết kế là 4 tầng, bao gồm là 4 phòng ngủ, 1 phòng khách, 1 phòng bếp, 1 phòng thờ, 1 sân phơi và 3 nhà vệ sinh. Có vị trí là nằm tại ở đường Nguyễn Trực, phường Phú Lãm, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội. Đây là một cái vị trí rất là đông dân cư, cách trường Đại học Đại Nam, cách trường Cao đẳng Thương mại và cách trường Cao đẳng Y tế Hà Nội là chỉ trong bán kính là 500m mà thôi. Rất là gần Ủy ban Nhân dân phường. Rất xung quanh nhà thì có đầy đủ toàn bộ hệ thống giáo dục, từ trường mầm non, trường cấp 1, trường cấp 2, trường cấp 3. Đấy, đầy đủ hết tất cả các tiện ích là trường, là siêu thị, rồi chợ. Và cái ngôi nhà này đang được chúng tôi chào bán với giá là 1.650.000.000 đồng, có hỗ trợ vay vốn đối với những khách hàng có nhu cầu, và chúng tôi sẽ hỗ trợ toàn bộ những cái chi phí cho tên sổ đỏ cho khách hàng. Mọi người cần tư vấn thêm hoặc là xem nhà trực tiếp thì xin vui lòng liên hệ số điện thoại ở phía bên trên màn hình. Em Ánh 0983013403 hoặc 0888041444. Mọi người nhớ like video và đăng ký kênh để theo dõi thêm nhiều video giới thiệu về nhà và các bất động sản cảm ơn khác của bên công ty chúng tôi. Xin chân thành cảm ơn tất cả mọi người.